nè nói nghe nè bây giờ kể tiếp chuyện con ma làng vĩnh mỹ phần thứ tư được không tiếp tục nghe nha rồi sau khi mà các cụ già ở trong làng vĩnh mỹ đến xin thầy cậu giúp đỡ trở về làng thì những việc gì sẽ xảy ra. Đây là phần thứ tư, con ma làng Vĩnh Mỹ. Được xếp vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam, đây là kỳ thứ 251. Mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi. Không biết là thầy cậu đã trị bằng cách nào? bùa chú mạnh cỡ nào mà phải công nhận linh nghiệm thiệt phải nói suốt mấy tháng liền thì cái con quỷ áo trắng ở trên cây me nó không có nhát người nào ở trong làng nữa thế là người ta yên tâm đi chợ khuya cái cánh thanh niên đàn ông lại tiếp tục đi ăn nhậu đến tối mù tối mịt mới chịu về nhà người ta còn khen ông thầy pháp cao tay ấn rồi khen các cụ già không ngại tuổi tác đường xa đến tận núi sam để tìm cách đuổi cái con quỷ hung ác, rồi đem lại sự bình yên cho làng. Thế là người ta mời mọc tiếp đãi các cụ và coi các cụ như là những lão tiền bối anh hùng. Rồi người ta quay sang đàm tiếu về anh Xuân. Ôi chào ơi, cái cánh đàn bà chửi rủa anh Xuân không còn cái chỗ nào để mà chửi được nữa thậm chí họ còn bảo rằng anh xuân đã rước quỷ về làng chẳng khác nào rước voi về giày mã tổ rằng anh đã làm khổ các cụ già đáng kính rồi làm cho cả làng sợ hú hồn hú vía bấy lâu nay ui cha ơi khắp chuyện trên đầu xuống tới dưới đích cái gì cũng là lỗi về anh xuân nói chung thì cái cánh đàn bà tìm hết những cái câu chữ rủa thậm tệ nhất mà họ biết được để trút lên đầu anh Xuân. Và cuối cùng họ nói, may là nhờ các cụ già đáng kính của làng ra chân nghĩa hiệp thì cái làng này mới được tồn tại tới ngày nay, chứ không thôi chắc chết hết rồi. Còn cái cánh đàn ông thì lại ngược lại, họ bên vực anh Xuân. Họ cho rằng anh Xuân đã bỏ nghề từ lâu rồi Về làng sống như là người bình thường Thì không có lý do gì mà ma quỷ lại theo anh về làng quẩy phá Còn nếu như nó đã về quẩy phá Thì đâu có phải lỗi của anh bạn chúng tôi Ôi chà thế là hai bên Chẳng có bên nào chịu thua bên nào Cãi nhau ổm tỏi Làm cho xóm làng thêm một phen nhộn nhịp Cả làng vui mừng Đó là nỗi vui thật sự Nhưng mà chưa được bao lâu thì bỗng nghe đằng nhà anh xuân có chuyện ồn ào mọi người tò mò chạy đến xem thì ra là chuyện của chị yến vợ của anh xuân bị hư thai nếu là chuyện hư thai thì đó là chuyện bình thường của những người phụ nữ nếu mà không gặp điều may mắn trong cái đường con cái nhưng mà dân làng thì xôn xao chuyện khác và thậm chí có người nói lớn giữa cái đám đông mà không có giữ mồm giữ miệng không có bình thường đâu chị yến bị hư thai không giống với người bình thường chị ta bị cái súng nhau cả đám hỏi bị gì bị gì hả bà chồm tới những người đàn bà khác hỏi như vậy thì bị con quỷ cây me hại chứ còn bị gì nè bà nói kỳ vậy con quỷ ấy mấy tháng nay đã biến đi mất rồi à, không có mất đâu nó quay về nhà thằng xuân nó núp ở ngoài bụi xeo bụi tre ở sau nhà chờ con yến ra tiểu nó nhào đến bóp bụng của, của bà yến đó cha mẹ ơi lại có chuyện đó nữa à những người nghe điều há miệng lè lưỡi tỏ vẻ sợ chết khiếp nhưng mà có người thì chưa tin chất vấn người đàn bà nhiều chuyện vừa rồi bà nói láo bà ơi làm sao mà bà biết bà nhìn lén chị yến đi tiểu hả tầm bậy nè tao nghe người ta nói tưởng bà nhìn thấy nghe người ta nói thì sao tin được cũng là lời đồng thôi mặc cho làng xóm bàn ra tán vào gia đình nhà chồng chị yến phải đưa chị đi bệnh viện thôi rồi dân làng cũng tản dần về nhà tại vì không còn đối tượng để mà đàm tiếu nữa nhưng mà cũng có một số người chưa chịu về tò mò muốn đi ra chỗ bụi tre phía sau hè nhà anh xuân để coi phải nói cái bụi tre khá um tùm. Anh Xuân trồng cái bụi tre này từ lâu lắm rồi. Và anh có ý định là chờ khi tre lớn chặt xuống để làm kèo, làm cột, làm đòn tay, rồi che thêm cái trái bếp làm chỗ nấu ăn cho gia đình. Nhưng mà lâu nay thì anh bận liên miên, chưa chặt được cây tre nào. Vì vậy mà bụi tre cứ tốt dần lên và hàng trăm cây tre đã đang kẽ đang kẽ vào nhau lá mọc um tùm sum xê. chị yến vợ anh xuân nhiều lần ra ngoài vào ban đêm cứ hốt quảng la làng mà chạy vào nhà thì mặt cắt không còn hột máu chị chỉ vào bụi tre nói lắp bắp quỷ quỷ anh ơi nó đòi bắt em anh xuân trấn an vợ dạ, bảo với chị đó chỉ là ảo giác thôi Xong rồi anh đưa vợ vào phòng ngủ rồi bảo vợ sập mùng. Yên tâm mà ngủ đi, đừng có sợ gì cả. Anh Xuân còn phải thức khuya một chút và cố giá cho xong cái chài để ngày mai còn đi chạy cá. Khoảng 11 giờ đêm, cả nhà một lần nữa giật mình vì tiếng thét của chị Yến. Rồi mọi người đổ xô vào phòng chị, lúc đó mặt chị xanh lè xanh lét, chị chỉ tay lên nóc mùng. Anh Xuân nhìn theo tay chị bất ngờ, anh nắm chặt hai tay co chân đá mạnh lên nóc mùng một cái, cái mùng bung lên, rất tẹt là một đường dài. Ui chắc cả nhà giật mình quảng hốt, vì không ai hiểu tại sao anh Xuân lại có hành động như vậy, chỉ trừ chị Yến thôi. Anh Xuân tức điên người, anh buộc biện dân tục luôn ảnh chữ thai nó cái độ khốn kiếp cái còn khốn kiếp lúc đó mẹ và em chồng chị yến mới dìu chị ra nhà ngoài hỏi có chuyện gì mà sợ đến như vậy và tại sao anh xuân lại đi đá cái mùng lúc đó chị yến vẫn chưa hoàn hồn đứa em chồng nó lấy nước trà đường cho chị uống một lát sau thì chị yến bình tĩnh lại chị mới kể mà cái giọng vẫn còn run run mẹ ơi cái con quỷ ở ngoài bụi tre nó vào mùng nó đòi nó bắt con nó bay lảo đảo ở trên nóc mùng á tóc thì nó xỏ dài mà mẹ ơi nó không có mình mẩy tay chân nó chỉ có cái đầu à cặp mắt nó thì đỏ ngầu lớn bự như cái bóng đèn xe vậy cái răng nó thì nghe ra muốn cắn vào con nó còn nó còn kể đến đó thì chị yến bị quá sợ nên không có nói được nữa chị ôm mặt chị khóc rưng rức Bà mẹ chồng chị Yến mới hỏi Ông bây vậy thằng Xuân nó cũng thấy nó hả? Dạ anh Xuân cũng thấy Nên ảnh mới đá nó làm rách cái mùng đó Trời ơi trời con quỷ nó ghê gốm vậy sao? Bây giờ làm sao bây giờ hả à, trời? Lúc đó thì anh Xuân không thèm giá chài nữa Anh mới nói vợ lấy cái mùng khác dâng lên Rồi anh vào mùng cùng với vợ Anh hiểu rằng từ nay Không thể để vợ ngủ trước một mình anh càng không thể vắng mặt ở nhà giàu ban đêm. Khi vào mùng, vợ anh ôm chặt lấy anh mà đôi tay vẫn còn run rẩy, lòng ngực phập phồng, hơi thở nặng nhọc. Anh Xuân cảm thấy thương vợ vô cùng. Anh không biết phải làm gì với con quỷ hại người ấy để cho vợ mình bớt sợ. Đêm nay, rồi đêm mai, rồi nhiều đêm tiếp theo nữa, biết làm sao đây? Nếu như mà cái con khốn ấy nó không chịu bỏ đi thì anh và vợ sẽ không có ngày được yên thấp thỏm mãi rồi hai vợ chồng cũng ngủ thiếp đi đến quá nửa đêm tỉnh giấc anh xuân mở mắt ra anh nhìn qua bên phải anh thấy chị yến vợ anh đang ngủ ngon lành nhìn qua bên trái ủa sao cũng lại là vợ anh đang ngủ ngon lành hai người giống nhau như đúc anh kinh ngạc quá chừng, anh dụi mắt để nhìn cho rõ, vẫn y như vậy. Anh nằm ở giữa, hai bên là hai người vợ giống hệt nhau. Lúc này anh hơi quảng, bây giờ làm sao phân biệt được ai là vợ, ai là giả. Tại sao lại có đến hai người giống hệt như thế này? Anh nhớ ngay đến cái con quỷ, nó lại dở trò rồi anh cố định thần nhớ lại đầu hôm lúc vào mùng thì vợ anh nằm phía nào từ đó mà anh xác định vợ thật hay vợ giả và sau vài phút ngậm nghĩ anh xuân xác định người nằm phía bên trong phía sát vách tường tức phía bên phải của anh mới là vợ thật tại vì khi vào mùng vợ anh vào trước còn anh sau khi cài chốt cơ buồn anh mới vào nằm sát bên vợ Vậy thì chắc chắn là anh ở phía ngoài Phía đối diện với cửa buồn Bây giờ người nằm phía ngoài anh Tức là phía bên tay trái Là người này còn giàu sao hơn anh Thế là rõ rồi Anh nắm chặt bàn tay phải dùng hết sức lực Tung một cú đấm thật mạnh vào mặt người đàn bà nằm phía bên trái Chiếc giường kêu lên một tiếng rầm thiệt lớn Tức thì người đàn bà đó bay dèo lên nóc mùng Hiện nguyên hình là một con quỷ mọc răng nanh nó nhe hai hàm răng khủng khiếp ra cười sằng sặc anh xuân tung thêm một cú đá cật lực cái mùng rách tọt thêm một mảng lớn con quỷ nó bay vòng vèo trong phòng như chọc tức vừa bay vừa nhe hàm răng lõm trộm ra cười nham nhở anh xuân nhìn nó chậm chậm mắt muốn té lửa tay vẫn nắm chặt trong tư thế sẵn sàng tung thêm một cú đấm nữa Lúc này thì người vợ thật của anh là chị Yến đã thức dậy. Từ lúc cái nắm đấm đầu tiên của anh đấm xuống giường một cái rầm. Thì trong lúc anh chiến đấu với con quỷ thì chị Yến co rúng người lại. Miệng u ớ la không thành tiếng. Những người trong nhà lại ùa vào buồn hỏi rối rít chuyện gì? Chuyện gì vậy Xuân? Thì anh Xuân mở cô buồn khoát tay lắc đầu. Mặt mày thì nhăn gió. Phải nói mọi người đã quá quen với cảnh tượng tương tự nên không hỏi gì thêm. Họ trở về giường ngủ của mình và lại khổ sở vì thêm một đêm mất ngủ. Ở bệnh viện thì các bác sĩ xác nhận chị Yến bị hư thai. Cái thai mới tạo chừng khoảng chừng 3 tháng. Bà con ở trong làng cũng kéo nhau đến bệnh viện để thăm chị. Họ chia sẻ với chị nỗi đau khổ vì đứa con chưa ra đời đã phải bỏ đi. Họ an ủi chị, khuyên lên đủ điều. Chị Yến vừa khóc thúc thích vừa tâm sự. Bà con ơi, chắc tôi không có thể ở nhà chồng được nữa. Con quỷ ấy nó cứ bám theo vợ chồng tôi, nó muốn hại tôi. Mỗi lần thấy nó là tôi sợ muốn phát điên. Nó hiện ra đủ loại hình thù kỳ dị hết và lần nào thì nó cũng giơ hai bàn tay móng dài như cái móng chân cọp nó chụp vô bụng tôi có hôm thì nó nói như hét vậy tao sẽ bắt mày tao không cho mày lấy chồng tao bà con nghĩ coi tôi có dịch chồng nó hồi nào đâu nó là ai mà cứ theo đòi làm vợ anh ấy rồi thì chị thở dài ảo não sau khi ra viện chắc tôi sẽ về nhà cha má tôi Lúc đó có một chị đứng tuổi trong cái vẻ sành sỏi chuyện đời, nhất là trong cái quan hệ vợ chồng. Chị ta một tay chống hông, một tay dung dãy phụ họa cho cái giọng nói nhảo nghẹt à, chị đừng có sợ, chị mới là vợ chính thức, nó chỉ là ma quỷ thôi, nó dành sao được chứ chị. Một người đàn bà khác tiếp lời chị đứng tuổi, mà nghĩ cũng lạ thật, anh xưng chồng chị đã bỏ nghề từ lâu rồi, Sao nó vẫn cứ bám theo anh ấy Mà anh ấy có cưới hỏi gì nó đâu Vậy mới thành chuyện lạ đời Người nói một câu Người vào một câu ra một câu Rồi mọi người đều thở dài Họ thấy có bàn tán thì cũng vô ích thôi Bây giờ phải làm sao nghĩ ra cách Đuổi con quỷ ấy đi là tốt nhất Nhưng mà bằng cách nào Không có ai nghĩ ra hết Ngay cả ông thầy cao tay ấn Ở núi Sam đuổi nó còn không được Không biết còn ai trừ khử nó bây giờ rồi sắp tới nó gây ra những chuyện gì nữa không ai lường trước được. Mọi người rất ái ngại cho chị Yến, nhưng mà không ai nghĩ là được cách gì để giúp chị. Mọi người nhớ lại lời ông thầy Pháp, ông ta nói đúng. Con quỷ này nhất định không chịu rời khỏi làng, đuổi nó chỗ này, nó sẽ đến chỗ khác. Không cho nó ở trên cây me, nên đến tá túc trong bụi tre. Cấm nó hại người này, thì nó đi hại người khác một bà già miệng đã móm mém bực tức chửi góp nó ở đâu thì mặc sát nó đi đằng này nó lại hại người quá thể mà nó hại con yến đến nỗi không sanh nở được thiệt là tàn nhẫn tàn bạo hung ác cái đồ quỷ dữ âm ty địa ngục vài người có học thức ở quanh đó đưa tay lên bụng miệng cười tại vì cái cách dùng từ của bà lão móm bà ta chửi quỷ mà giống như chửi người ba ngày sau thì bác sĩ cho chị Yến ra viện. Chị không dám về nhà chồng. Từ bệnh viện chị về thẳng nhà cha mẹ ruột. Nhà cha mẹ chị Yến cách không xa nhà chồng chỉ bao nhiêu, nhưng dù sao về đó cũng đỡ sợ hơn. Anh Xuân thì không muốn xa vợ, bèn về theo bên nhà vợ. Phải nói thiệt tội nghiệp, dạo này trong anh hốc hác, xanh xao, tiêu tụy hẳn đi. Anh tâm sự với vợ rằng. Trong thời gian vợ nằm bệnh viện Không lúc nào con quỷ ấy nó để anh yên Nó quậy anh đủ kiểu hết Đêm nào nó cũng hiện hình đã nằm bên cạnh anh Vào lúc nửa đêm đến khoảng 2-3 giờ sáng Mỗi lần thức giấc anh lại thấy nó nằm trong lòng anh Anh đánh anh đuổi thì nó bay lên nóc mùng Nó lượn vòng vòng trong phòng Vừa cười vừa giỡn vừa chế nhạo anh Anh vừa buồn bực vừa bất lực Thôi thì nhân tiện Anh theo vợ về bên đây là bên cha nhà của cha mẹ vợ thử xem có yên ổn hơn không chừng vài tuần lễ sau anh xuân lại phải chở vợ vào bệnh viện bà con sầm xì với nhau rằng chị yến chắc lần này bệnh nặng lắm nghe đâu là chị bị ung thư ở ngay cái chỗ kính thôi rồi lại là con quỷ áo trắng hại chị ta rồi thiệt là khốn nạn mà đúng là đồ quy giữ hại người quá thể người ta lại hối hả vào bệnh viện thăm chị yến nhưng lần này bác sĩ bệnh viện không cho nhiều người vô thăm thế là có cớ để người ta tụm năm tụm ba ngoài hành lang bàn tán đúng rồi bệnh ung thư thiệt rồi bác sĩ không có cho ai vào thăm ngoại trừ một người ở trong thân nhân thôi thì chắc chỉ một mình anh xuân được ở lại với chị yến chứ gì phải rồi chỉ một mình anh ấy thôi trời ơi sao khổ vậy hả trời thế là mọi người bàn tán với nhau rồi từ bệnh viện lại có tin đồn đêm nào chị yến cũng kêu la đau đớn mỗi lần như thế chị đều trỏ tay vào một chỗ nào đó mà chỉ một mình anh xuân mới biết được Vừa trỏ tay chị vừa kêu la Nó 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 kìa nó đó nó, nó, nó cứ đợi bắt em con quỷ anh ơi anh ơi Anh Xuân cũng nhìn thấy con quỷ đó mà Anh cũng căm thù nó Muốn đánh nó đá nó cho hạ giận Nhưng mà lần nào có đấm có đá Thì cũng chỉ đấm đá vào vách tường vào cửa sổ Hoặc làm rách mùng Đồ đạc văn bể tứ tung chứ không ít gì tay chân anh có chỗ bầm tím, có chỗ sưng dù vì những lần đánh nhau với con quỷ có hình mà không có xác. Con quỷ chẳng hề sợ những cú đấm đá của anh, ngược lại nó còn cười nhạo bán anh. Nó bay lượn trong phòng, có khi nó nhào tới nó ôm anh hoặc là siết cổ anh, khiến anh cứng đờ cả người không nhúc nhích được. Những lần như thế, chỉ yến vừa lai gọi anh, vừa kêu cứu ầm ĩ. Hàng chục y tá bác sĩ chạy đến thì anh Xuân mới tỉnh dần, mặt mày đỏ lờ đỏ lửng nhiều lần đánh nhau với con quỷ không có hiệu quả. Anh Xuân không thèm đánh nhau với nó nữa, tại vì sợ làm kinh động đến những bệnh nhân trong bệnh viện. Anh thay đổi chiến thuật, mỗi lần gặp nó, anh ôm lấy vợ, che chở cho vợ, mặc cho con quỷ bay lượn lòng vòng, nhè nanh trợn mắt. Vợ anh Xuân ngày càng xanh xao, mất ăn mất ngủ, vừa sợ vừa đau đớn từ thắt lưng trở xuống đôi chân của vợ anh ngày càng sưng phù lên tình trạng của chị thật nguy ngập rồi việc gì đến cũng đến một hôm bác sĩ gọi riêng anh xuân ra ngoài nói nhỏ bác sĩ khuyên anh nên đem vợ về nhà làm cho chị ăn những món mà chị ưa thích anh xuân bỗng quà lên khóc nức nở hết hy vọng rồi bác sĩ đã chạy rồi Sau một tháng ở bệnh viện, anh Xuân đưa chị Yến về nhà cha mẹ vợ. Anh túc trực ngày đêm bên cạnh vợ, an ủi, vuốt ve, chiều chuộng vợ từng miếng cơm chén nước. Nhưng mà chị Yến chẳng ăn uống được bao nhiêu, chị chỉ nằm một chỗ không đi đứng được nữa. Đồ chân chị đã sưng to quá rồi. Bà con tới thăm chị chỉ khóc, bà con cũng khóc theo. Bác sĩ bó tay, thì ai còn biết làm gì hơn được phải nói tất cả những phương thuốc dân gian hay dùng do bà con mách bảo thì gia đình đều tìm về sắc cho chị uống cho đến một ngày chị yến không còn ăn uống gì được nữa chị mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà tay chân không động đậy cổ thì rên khe khẽ nhỏ dần nhỏ dần cuối cùng không ai còn nghe thấy tiếng rên của chị đôi mắt chị vẫn mở nhưng không còn thần sắc Chị Yến nấc lên một cái rồi ngoẹo đầu qua một bên. Anh Xuân khóc to lên. Cả nhà Hòa khóc theo. Chị Yến đã chết khi tuổi còn đang rất trẻ. Sau khi chung cất vợ xong xuôi, anh Xuân trở thành người cô độc nhất thế gian. Đối với anh, Cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa. Anh đi lang thang suốt ngày đêm, không màng đến bất cứ chuyện gì. Cả cái hồn ma cô gái đáng ghét mà anh cũng xem nó như chưa từng hiện diện trong đời của anh. <laughs> anh xem nó như là hư vô, là quả báo của việc anh chơi bùa trong thời gian đi lính. Nó thuộc về thế giới bên kia, nhưng nó có ma lực cuốn ngút theo anh, bám lấy anh, quấy rối cuộc đời anh. Đặc biệt với sự có mặt yến ở trong đời anh, con ma nữ ấy đã làm dậy sóng gió làm kinh động cả làng tàn phá cả tâm hồn và thể xác của anh nó đã cúp đi người vợ mà anh yêu thương nó là quỷ dữ nó gây nhiều tội ác mà không ai trừng trị được đó nghĩ đến đó anh xuân cảm thấy vô cùng bất lực vô cùng hối hận và vô cùng bất tức anh dò đầu bứt tai khiến cái đầu của anh vốn đã bù xù giờ lại càng bù xù thêm khuôn mặt anh hốc hác mắt lọt sâu tinh thần hoảng loạn bất an. Đôi khi anh vừa đi vừa nói nhảm một mình, hai tay đấm thình thịch vào ngực, khiến mọi người đều kinh sợ và ái ngại cho anh. Quả thật trong anh Xuân hiện giờ như một cái xác không hồn, khôn, mà lại là một cái xác tiều tụy thảm thương. Còn ma nữ hình như cũng biết vậy. Nó không thèm bám theo anh nữa. Nó bỏ anh rồi. Nó chê anh rồi. Hay làm gì nó đã trả thù xong rồi Nó đã giết được kẻ tình địch Đã giật chồng của nó Giờ đây con ma nữ đi tìm một chỗ ở mới Không ai biết chỗ ở mới của nó là chỗ nào Nhưng nghe nhiều người nói lại Cứ mỗi chiều chiều Khách đi đường thường thấy Một cái con chim mèo Đậu trên một ngọn cây phía sau nhà thờ Nó dương cặp mắt tròn xoe Lộ lộ nhìn chăm chăm vào người đi đường nó kêu lên một tiếng ghê rợn rồi dục bay đi. Chiều hôm sau nó lại bay đến. Cũng đậu trên ngọn cây ấy. Và cũng nhìn người ta bằng cái cặp mắt đó. Rồi cũng dục bay đi giống như lần trước. Và cứ thế, con chim mèo nó xuất hiện hàng năm trời. Lúc đầu phải nói ai cũng sợ nó. Gần như không ai dám bén mảng tới cái khu vực nhà thờ. Nhưng mà lâu dần người ta quen. Hơn nữa, con chim nó đâu có hành động nào khác. Nó chỉ đậu im liềm nhìn người ta, kêu lên một tiếng rồi ba đi, chỉ có vậy thôi mà. Người ta tưởng làm vô sự, nghĩ rằng con chim ấy chắc cũng là một con chim bình thường. Nó đậu trên cành cây, chẳng qua là nó rịnh mồi. thấy người lạ thì cảm giác kêu lên thế thôi. Cái khu vực nhà thờ là một nơi yên tĩnh, ban đêm không có một tiếng động. Trẻ con trong làng không bao giờ được phép đến đây đùa giỡn. Ngoài những sinh hoạt tôn giáo ra, khu này không có một hoạt động nào khác, nhất là vào ban đêm. Trong coi bảo vệ nhà thờ là một ông già ngoài 60 tuổi, gọi là ông Từ. Ông Từ có cái nhiệm vụ kéo chuông, giữ cổng, tưới vườn qua và làm những việc lặt vặt khác giúp vị linh mục chánh xứ. Phải nói khu nhà thờ khá rộng, và trồng nhiều hoa. Bao bọc khuôn viên nhà thờ là hàng cây trồng lâu năm như là còng, me, tre và trúc. Đặc biệt trước ngôi nhà của vị Linh Mục trong khuôn viên nhà thờ có một cây còng thật to. Gốc nó to khoảng 6 vòng tay người ôm. Từ dưới gốc, cây còng chia làm 3 nhánh khá bằng nhau, mọc đâm xuyên lên bầu trời. Mỗi nhánh thì cỡ hai người ôm càng lên cao, các nhân cầm tủa ra nhiều cành lá um tùm, tán lá xòe rộng trong như một cây dụ khổng lồ. Phải nói cây cầm che mát cả một khu sân trước nhà vị linh mục. Các bộ lão trong làng cho biết, cây cầm này được trồng cách nay đã hàng trăm năm rồi. Do vị linh mục đầu tiên đến thành lập giáo xứ xây các nhà thờ và vị linh mục này đã trồng nó Nếu tính đến nay thì phải nói nó là một cây cổ thụ gần 100 tuổi rồi. Thì như thường lệ vào một đêm khoảng 11 giờ khuya, ông tự ấm đi vòng quanh nhà thờ vừa lẩm nhẩm cầu kinh vừa quan sát. Khi đến gần cây cồng, ông tự nghe tiếng cái gì như là nửa hát, mà cũng không phải nghe như tiếng của ai rên, cũng không phải hình như tiếng cười cũng không phải mà hình như khóc những cái thứ đó nó cứ trộn lẫn vào nhau cho nên không xác định được đó là khóc hay cười hay hát hay là rơ rồi ông từ định thần lắng tai nghe ông mở mắt to ông nhìn không thấy gì hết ông thoáng nghĩ chắc lẽ khuya khắc thế này không lẽ nào còn có người đến nhà thờ cầu kinh rồi định thần thêm một chút, ông Từ khẳng định đó không phải là tiếng người cầu kinh, vì nó không ở bên dưới mà nó ở trên cao, mà cũng không phải ở trong nhà thờ. Ông Từ nhìn lên nóc nhà thờ không thấy có gì, ông nhìn lên nóc nhà linh mục cũng không có thấy gì, mà cái tiếng hình như không phải ở đó. Ông nhìn sang các hàng cây, ông nghe âm thanh ấy phát ra nho nhỏ, ông nhìn lên cây cồng thì âm thanh ấy phát ra lớn hơn. ông từ bắt đầu chú ý cây cầm ông nhìn kỹ vào tán lá rậm rạp của cây thì từ giữa tán lá lờ mờ hiện ra một vệt gì trăng trắng nó rõ dần rõ dần và cuối cùng là hình của một người con gái ông từ quá đổi kinh ngạc ông dụi mắt li lệ ông nhìn cho thiệt kỹ cô gái trên cây cầm đang đứng lơ lửng giữa những cành lá hai chân nhúng nhảy, hai tay dơ về phía ông, tóc xỏ dài xuống đến chân. Cái thứ âm thanh hỗn tạp mà ông đã nghe là phát ra từ cô gái này. Phải nói ông tự đứng chết trăng miệng há khóc. Ông định chạy nhưng mà chân của ông nó quíu lại. Ông định la nhưng mà cái miệng ông nó cứng ngắc à. Ngay lúc đó cô gái trên cây còng cất lên tiếng cười sẵn sặc. Phải nói cái âm thanh lạnh buốt nghe rợn sống lưng. Ông từ, ông lão đảo, ông kêu lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Chúa ơi! Cho mãi đến gần sáng thì ông từ mới hoàn hồn. Ông mở mắt ra, ông thấy ông đang nằm ở trong nhà mình. Một cái căn nhà đơn sơ, nhỏ gọn, nằm cách nhà vị linh một khoảng năm chục thước, ngay trong khuôn viên nhà thờ bên cạnh ông là vị linh mục ông từ nhìn vị linh mục đang đứng bên cạnh mình ông lắp bắp cha đã đưa tôi về tôi bị làm sao vậy cha tôi không có nhớ gì hết vị linh mục mới nắm lấy tay ông từ ôn tồn nói đúng tôi đã đưa ông về ông không có sao cả chắc là tại đêm khuya gió lạnh ông bị trúng gió thôi ông nằm nghỉ cho khỏe Ông từ cố nhớ lại sự việc đã xảy ra với mình. Vài phút sau ông chợt nắm lấy tay vị Linh Mục, nói như đứt hơi. "Trời ơi, không có phải tôi bị trúng gió đâu, mà vì tôi sợ quá." "Ông ba sợ cái gì?" vị Linh Mục hỏi lại. Ông từ là người thứ ba, nên ngoài cái danh xưng tên của ông là ông từ, mọi người còn gọi thân mật gọi ông là ông ba ông từ chỉ tay về phía cây cồng lắp bắp nói ở trên đó có quỷ vị linh mục mỉm cười ra vẻ không tin lời ông già vị linh mục cho rằng ông từ vì nghe nhiều chuyện về con quỷ của làng bấy lâu nay nên bây giờ bị ám ảnh cứ nhìn đâu cũng thấy ma quỷ vị linh mục mới an ủi thôi ông an tâm nằm nghỉ đi không có ma quỷ gì đâu cây cồng này đã tồn tại hàng trăm năm rồi chưa ai thấy có ma quỷ trên đó bao giờ. Ông Từ thất vọng. Phải nói, nếu mà nói chuyện ma quỷ với Linh Mục chỉ vô ích thôi. Linh Mục là người có phép thánh. Nghĩa là có một quyền lực tinh thần nào đó nên chẳng bao giờ tin có chuyện ma quỷ hiện ra nhát người. Thế là ông Từ đành nằm im, không nói gì nữa. Nhưng mà tâm trí thì suy nghĩ lan man. Vài đêm sau đó, ông Từ lại thấy cô gái hiện ra trên cây cọc. Lần này ông đã có chuẩn bị tâm lý, nên ông chạy ngay về nhà vị Linh Mục, vừa đập cửa vừa kêu. Cha ơi cha, cha, cha ra đây mà coi nè cha ơi. Vị Linh Mục khá tỉnh ngủ nên vừa nghe tiếng gọi ngài đã dậy ngay. Ngài. ngài mở cửa hỏi, có chuyện gì vậy ông ba? Ông từ rung lập cặp như người mắc mưa vừa nói vừa chỉ tay lên cây cồng cha nhìn xem ở trên đó đó trên đó đó cha vì linh mục nhìn theo hướng tay của ông từ trên đó làm sao có gì đâu tôi đâu có thấy gì đâu ôi cha không có thấy sao có một cô gái đang đứng ở trên đó đâu cô gái nào ông từ thất vọng rồi thôi rồi nó biến mất nữa rồi cha mới nói có phải ông bị ám ảnh nữa không nè? Thôi, ông về ngủ đi, nhớ đọc kinh thật sốt sắng trước khi ngủ. Ông từ bước nhanh về nhà mình, trong lòng không khỏi bàng hoàng, run sợ. Ông tức lắm, ông vỗ mạnh cái bàn tay mình vào trán. Tại sao chỉ có một mình ông thấy à? Rồi ông mới lẩm bẩm. Mày có giỏi thì mày hiện ra cho cả ngài Linh mục cùng thấy đi. Cái đồ yêu tinh quỷ quái sao chỉ cho ông mình tao thấy thôi. Tức mình quá đêm mấy ông từ không có ngủ được. Ông chờ đến sáng để kể tường tầng cho vị Linh Mục nghe. Nhất định phải tìm cách cho ngài Linh Mục thấy con quỷ nữ ấy thì ngài mới tin. Sáng hôm sau trong bữa cơm, ông từ kể rõ từng chi tiết ông nhìn thấy con quỷ nữ. Vào khoảng mấy giờ, bắt đầu có tiếng động như thế nào âm thanh phát ra từ chỗ con quỷ ra sao nó hiện hình như thế nào mái tóc rồi tay chân nó tất cả đều rất kinh khủng ngay cả khi kể lại ông cũng không khỏi rùng mình vị linh mục chăm chú lắng nghe nhưng mà ngài chỉ mỉm cười không đáp và cũng chẳng bình luận gì linh mục vẫn cho rằng ông từ bị ám ảnh ông từ tức quá không nhịn được ông lặp đi lặp lại cha cha không tin tôi sao tôi thấy thiệt chứ không phải là bị ám ảnh đâu tôi tuy già nhưng mà mắt tôi còn nhìn rõ lắm lúc ấy tâm trí tôi tỉnh táo lắm mà cha hãy tin tôi đi vì linh mục nhìn ông từ rồi cười nói thôi được rồi tôi tạm tin ông nhưng mà tôi cần có bằng chứng nếu ông sợ thì đừng ra ngoài vào đêm khuya nữa rồi bẵng đi mấy hôm rồi lại vào một cái đêm nọ trong khi ông Từ đang ngủ mơ màng. Thình lình ông nghe tiếng súng nổ một cái đùng. Ông còn tỉnh lộn cồn ngồi dậy rồi tung mền chạy đến cửa sổ, mở hé hé ra nhìn xem coi tiếng súng nổ ở đâu vậy. Một luồng ánh sáng lé lên chiếu thẳng vào ông, ông quảng hồn đóng cửa làm một cái rầm. Bỗng có giọng nói quen thuộc cắt lên. Tôi đây mà ông ba, ông đừng có sợ, Ông mở cửa đi Tôi nói cho ông nghe chuyện này Thì ra là Ngài Linh Mục Ông từ dội vàng ra mở cửa Vị Linh Mục trên tay cầm một cây súng săn nồng dài Và tay kia cầm một cây đèn pin còn đang bật sáng Vị Linh Mục tắt đèn pin Dựng cây súng săn vào vách nhà Ngồi xuống ghế Rót một ly trà đã nguội ngắt Hốp một miếng rồi nói Ông bà, ông đã nói rất đúng. Tôi đã thấy được bằng chứng. Ông từ chợ khiểu vỗ ngắt lời, cha, cha nói sao, cha đã thấy nó rồi hả? Phải, tôi đã thấy nó rồi. Vậy tiếng súng hồi nãy là của cha bắn nó đã. Ừ, tôi bắn nó, nhưng mà hụt rồi, tiếc quá. Nó bay ra phía sau nhà thờ rồi. Chúa ơi! Ông từ cảm thấy sợ và lo lắng. Dì Linh một trầm ngâm hốt thêm một ngụm trà nữa. Ông tự nhìn ly trà ngủ ngắt sực nhớ ra. Ông luôn cuốn. Ơ trời ơi xin lỗi cha. Nãy giờ con quên nấu nước pha trà mời cha. <laughs> vì Linh một khoát tay thuốc khỏi. Tôi về ngay đây. Ông nhớ chớ có tiết lộ chuyện này. Kẻo bà con trong xóm lại xôn xao. Nhưng mà cha tính thế nào chớ để lâu e rằng sẽ có người thấy đó. Ông an tâm đi, tôi sẽ có cách thôi tôi về ông tự tiễn vị linh mục ra cửa chờ cho ngài về đến nhà rồi mới khép cửa khóa chặt ông vào giường kéo mền trùm kín từ đầu đến chân suốt mấy tháng sau con quỷ nữ nó không xuất hiện ông tự cho rằng nó đã sợ tiếng súng của linh mục mà bỏ đi thì trong bữa cơm ông mới bày tỏ ý nghĩ ấy với vị linh mục nhưng mà không ngờ vị linh mục lại có ý nghĩ khác ngài nói chưa chắc nó đã bỏ đi luôn đâu ông bà nó có chỗ tá túc tốt như cây còng thì tôi chắc rằng nó sẽ còn quay trở lại nghe vị linh mục nói tới đó ông tư thoáng rùng mình chúa ơi còn vậy nữa sao cha có chắc là nó sẽ trở lại không có thể lắm. Ông nghĩ xem. Loài yêu ma quỷ quái thích ở những cây cổ thụ rậm rạp. Cây còng nhà ta ít gì cũng gần trăm năm rồi. Tàn lại to, cành lá sung xê. Đó là cái chỗ ở tốt cho chúng nó mà. Cha ơi con sợ quá, cha có cách nào ngăn chặn không cho nó trở lại không cha? Xưa nay tôi chưa từng gặp trường hợp nào như thế, nhưng tôi sẽ nghĩ cách. Ông Từ nhớ lại là hôm ông bị con quỷ nữ nhát hình như là đêm 30 trời rất tối. Lúc đó vài ngôi sao xa tít bé nhỏ không đủ soi sáng cảnh vật. Có lẽ lợi dụng cái hoàn cảnh ấy mà con ma quỷ đó mới xuất hiện. Thôi thì từ nay cứ đếm cứ đến 29 30 những ngày cuối tháng mình không thèm ra ngoài thì chắc không gặp chuyện gì và nhất là không bị con quỷ áo trắng đó nhát. Nghĩ vậy, nhưng mỗi tháng cứ đến tối 30 là ông tự lại nồm nốp lo sợ. Đêm nay lại là đêm 30. Ông tự không dám ngủ. Ông ráng cố thức. Cái cửa ra vào ông đã gài chốt cẩn thận rồi các cửa sổ đều đóng kín ông nấu sẵn ấm trà nóng ông ngồi bên bàn hốp từng ngụm trà ông kéo thuốc lào liên tục cho tỉnh ngủ ông cố xua đi những ý nghĩ ma quái nhưng mà không thể được ông nghĩ đợi ông đã trải qua hơn 60 năm chưa có lần nào bị ma quỷ nhát một cách trắng trợn như lần này tại sao vậy cái con quỷ này ở đâu đến à, ông nhớ ra rồi Ông Từ dỗ vào trán mình một cái chát. Chắc là con quỷ bấy lâu nay mà cả làng người ta đồng đại chứ gì. Cha sở hôm ấy có nói mà mình quên mất. Sao nó lại đến đây? Nghe người trong làng đồng là nó ở trên cây me kia mà. Rồi ở đâu nữa? Ờ à, phải rồi. Nghe nói nó về bụi tre nhà thằng Xuân sao bây giờ nó lại ở trên cây cồng mà nó đến hồi nào vậy có lẽ cha sở nói đúng cái bọn yêu ma quỷ quái thích nương náo ở những cây cổ thụ cành lá xum xê phải rồi nếu đúng như vậy thì mình sẽ đề nghị cha sở đốn bỏ cây cồng này đi cha sở đây cũng là cái tiếng gọi về linh mục bỗng nhiên một lần nữa tiếng phát súng nổ cái đùng làm ông từ giật thoát người lại có chuyện gì nữa rồi, lại là chuyện liên quan đến con quỷ cây cồng nữa hay sao? Nhưng mà lần này thì ông từ trấn tĩnh được ngay, vì ông đoán là cha sở đã ra tay. Ông mạnh dạn đứng dậy, mở cửa chạy đến nhà của cha sở. Vì linh mục đang ôm cây súng săn, mắt nhìn trân trân lên cây cồng với cái vẻ mặt tiếc rẻ. Thấy ông từ đến, vì linh mục nói tiếc quá ông bà. Tôi chỉ bắn trúng được một chân của nó. Hả? Cha nói sao? Cha bắn trúng chân của nó hả? Ừ. Tôi đã bắn đứt một chân của nó. Cái chân bị bắn đứt rớt xuống góc cây cầm. Nó hét một tiếng lớn rồi nó bay đi nữa rồi. Lại chúa tôi. Lúc này tim ông Từ đánh tình thịch Bây giờ cha tính sao? Còn tính sao nữa? Ông đi với tôi ra xem cái chân bị bắn rớt của nó. Ông từ không dám đi, nhưng cha sở Trấn An bảo không việc gì phải sợ, cứ đi theo ngài. Nghe lời cha sở, ông từ liếu quýu đi theo sát phía sau vị linh mục. Đến gần cây cầm lý, đến gần cây cồng thì linh mục bật đèn pin đoại xung quanh gốc cây. Ông từ hồi hộp, tìm đánh trống chầu như muốn rớt ra ngoài khỏi lồng ngực. Nhưng mà cả hai nhìn quanh gốc cây còng một hồi cũng không thấy có gì lạ. Ngoài một cái nhánh cây to nằm dưới đất, những chiếc lá tươi xanh còn rung rinh nhẹ nhẹ dưới ngọn gió đêm. Chỗ nhánh cây bị viên đạn xuyên qua vẫn còn rỉ nhựa. Linh chỉ vào nhánh cây, nói giọng có vẻ châm biếm. <laughs> cái chân của nó đó. Ông Từ ồ lên một tiếng, còn Linh Mục thì cười khẩy. Quá ra cái chân bị bắn rớt của con quỷ lại là một nhánh cây cọc. Hai người thở phào cùng trở vào nhà. Vào phòng khách. Hai người ngồi xuống chiếc bàn trà, mặt xoay ra hướng cửa cái, suy nghĩ về sự việc kỳ lạ vừa xảy ra. Một lát sau, như sực nhớ ra, ông từ quay sang lên một thắc mắc. Lần trước cha bắn không trúng, sau lần này cha bắn trúng như đoán trước được câu hỏi của ông từ vị linh mục chậm rãi rót hai ly trà nóng đẩy một ly về phía ông từ rồi ngài điềm tĩnh nói nếu bình thường thì bắn không có trúng đâu ông bà tại vì nó là ma quỷ mà nhưng mà lần này thì khác tôi đã làm phép dân đạn trước khi ngắm thẳng vào nó thế nhưng như ông thấy đó tôi chỉ bắn trúng cái chân cho nên nó vẫn chưa chết nó bay đi rồi mà cái chân của nó cũng chỉ là một cành cây không có gì đáng sợ trời ơi trời cha hài hước quá hồn ma bóng quỷ mà chết sao được vị linh mục cười ông yên tâm đi chắc chắn nó đã sợ dù không chết nhưng nó không dám quay lại nữa đâu lần này thì có lẽ nó đã sợ thật rồi đến lượt ông Từ nghĩ ngược lại điều Linh Mục vừa nói, hốp ngụm trà cho đỡ hồi hộp, ông mới nói: à, Tôi nghĩ là con ma nữ này sẽ không bỏ cuộc đâu cha ơi, nó hận cha vì cha bắn nó cục mất chân, có lẽ nó sẽ quay lại trả thù cha đó. <laughs> vì Linh Mục cười giòn, rồi như một nhà hiền triết ngày điềm nhiên diễn giải: Không sao đâu ông ba, cho dù nó có trả thù cũng không đáng sợ ma quỷ hại người không giống như người hại người sự trả thù của ma quỷ chắc không ghê gớm bằng sự trả thù của con người nghe cha nói như vậy ông từ gật gù ra vẻ thấu tình đạt lý nhưng mà ông sực nhớ ra ông cãi lại nữa vậy thì cái chết của con ý người ta nói là do con quỷ cây me hại biết đâu nó chính là con quỷ trên cây cồng hiện giờ vì linh mục cố nén mỉm cười giải thích cái chết của chị yến là do bệnh ung thư ông ba có hiểu không bác sĩ bệnh viện đã xác nhận điều đó ông từ vẫn chưa chịu ông chặt lưới thiệt khó nghĩ quá cha cả xóm ai cũng đều cho rằng chính con quỷ nữ vì ghen tị với con yến nên mới hại cho nó bị ung thư mà chết <laughs> xem ra ông ba đã trở thành mê tín dị đoan hồi nào vậy Ông từ chợt nhớ lại ý nghĩ của mình lúc tối, ông xuống dọc nói nhỏ. Cha nè, hay là cha không nên để cây còng này nữa. Vậy nên một hiểu ý, nhìn thẳng vào ông từ. Ngài ôn tồn nói. Ông muốn tôi đốn cây còng này đi à? Tiếc lắm ông ơi, ông có thấy không? Nó che mát cả một khoảng sân. Hơn nữa cây còng này đánh dấu cái mốc thời gian xây cất nhà thờ và thành lập giáo xứ ở đây. Nghe cha nói vậy, ông Từ thấy cũng có lý. Mới đáp, dạ, cha nói cũng phải. Con chỉ sợ con quỷ ấy nó quay lại thì mệt. Thôi, tùy cha quyết định nha. Sau đó thì ông từ từ giả ra về. Vị Linh một mỉm cười, đồng cảm và tiếng ông ra cửa một tay nắm lấy tay ông. Tay kia vỗ vỗ vào vai ông Từ và nói: "Yên tâm ông Ba nhé, tôi sẽ suy nghĩ lại lời đề nghị của ông." Vị Linh một chờ ông Từ đi khuất mới khép cánh cửa phòng khách nhà mình. <laughs> Câu chuyện con ma làng Vĩnh Mỹ của Lê Bình Đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Câu chuyện con ma làng chỉnh Mỹ trong phần kế tiếp. Thank you and I love you. Nè, nói nghe nè. Đây là nail polish. Đây là gel polish. Đây là dipping powder. Ba cái này mà tìm một màu giống thịt khó lắm nha. Matching color, 3 in 1. Duy nhất bây giờ chỉ có A. Đây là sản phẩm vượt trội của ngành nail năm 2020 được phân phối trên toàn cõi úc châu bởi tổng đại lý phân phối và phát hành Osnail and Beauty Supply ở Melbourne, Australia. Giờ tạo xin được hân hạnh chứ?